Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Đây, hôm nay quay bó cần này nha mọi người. Đây, đầu tiên là một cây cần súp nha. Đây, một cây súp 3 mét nè. Đây, khoan ra. Gian khoan, đầu bu còn đẹp nha mọi người. Học nè. 1 2 3. Cái này 3 lóng thôi nha mọi người. 3 lóng thôi. Bát Fuji FX6 nha. Đấy. Cái cần này dài hiện tại là 2m9, thu vào 1m08, đọt là 2,6 ly, cân nặng 180 kg. Ô quạch, 180g chứ, 180 kg, 180g nha mọi người. Này số 1. Nó bị mắc cái nắp vặn chân cần nha mọi người. Mắc cái nắp chân cần rồi, về mọi người chế cái nắp xu vào đây nhé. Chế cái nắp xu vào đây nhé. Thứ hai là một cây cần tay, chất liệu cũng là phíp nha mọi người. Hôm nay toàn cần phíp thôi. Đấy. Cần tay này thì dài 3m4. Đây, cái đầu của nó bị gãy một đoạn này người. Hình như nó gãy một đoạn khoảng cỡ 20 phân đấy. Đây, đọc 1 lóng, 2 lóng, 3, 4 lóng nha mọi người. 4 lóng. Đây, nó thì nó cỡ 3m6 nhưng mà giờ nó còn 3m4 thôi. Thu vào 1m02, đọc 2,3 ly, cân nặng là 140g. Đây này cái số 2. Số 2, 60 nghìn nha mọi người. Số 3 à, Số 3 là tiếp tục cây cần tay, chất liệu phíp nha mọi người. Đấy, cây này cũng còn có 3m4 thôi. Cũng dài 3m4. Đấy, cũng gãy một đoạn đọt khoảng cỡ 10 mấy 20 phân á. 1 lóng, 2 3 4 lóng nha, 4 lóng nha. Đây, dài 3m4, thu vào 1m02, đọt là 2 ly, cân nặng 140g. Cái này cái số 3. 60. Số 3 60. Số 4 là một cây cần súp. Cây này 3m8. Nguyên bản của nó 3m8, 4 khúc, 4 lóng này. Mấy cái khoang này mình coi như hết nha mọi người. Bán cho mọi người về lấy cái phôi với cái bát đầu bu thôi. Đầu bu Fuji này. Không, đầu bu này là bu FK nhé. 1 lóng, 2 3 4 nha mọi người. 4 lóng. Bát Fuji. Đấy. Hiện tại dài 3m7, thu vào 1m05, đọt 2,2 ly, cân nặng 240g. Cây này cây số 4. Số 4. 90.000. À, nó bị mắc cái nắp vặn chân cần nha mọi người. Mắc cái nắp vặn chân cần rồi. 80. Số 4 80. Số 5 là một cây cần súp 36. Này. Coi như dàn khoan này hư hết nha mọi người, chỉ còn được cái đầu bu này. Bu Fuji này. Bát Fuji này. Đấy,
khôi, khôi cần và đầu u với lại bát thôi. Một lóng, hai, ba, bốn lóng nha mọi người. Đấy, mấy cái phan này cái còn có cái còn có cái không thì mình cứ kệ, coi như là hư hết thì cho mọi người dễ mua nhé. Bát Fuji FX7 nhé. Cần này mình đo thấy dài 3m55 này, thu vào là 1m02, đọc là 2,6 ly, cân nặng là 310g. Đây là cái số 5. Số 5. 101. Số 5 101 nha. Số 6 là một cây cần tay Apollo. Đấy. Cần tay Apollo chất liệu phíp luôn nha mọi người. Hôm nay thì toàn cần phíp thôi. Đấy, đọc của nó này. Ồ. Chỗ nấu đọc này nó bị tót rồi mọi người. Chỗ đọc tháp chỗ này nó bị tót rồi. Về mọi người mọc là thay đọc hay là cọc dây gia cố chỗ này nhé. Cọc nhựa chỗ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lắm nhé. Cái này dài 5m3, thu vào là 1m03, đọc là 1 ly, cân nặng 380g. Cái này cây số 6. Số 6, 70. Số 6, 70. Số 7. Đây. Một cây cần tay chất liệu phíp nha. Đọc của nó. Ok. Một lóng. Hai. Ba. Bốn lóng nha mọi người. Bốn lóng. Cần này dài 3m3. Thu vào 99cm. Đọc là 0,9 ly. Cân nặng là 120g. Đây là cái số 7. 60. Số 7 60. Số 7 cây cần tay 54 chất liệu phíp nhé. Đọc này. Một lóng. Hai. Ba. 4 5 6 lắm nha mọi người, 6 lắm. Cần này hiện tại chỉ có dài 5m3 thôi, thu vào là 99cm, đọc là 1,5 ly, cân nặng là 320g. Này cái số 8. Số 8. 90.000. Số 8, 90.000 nha mọi người. Số 9, tiếp tục một cây cần tay Apollo, cây này 54 nhá, chất liệu phíp. Đấy, mình cứ nhắc nó cho mọi người thế chứ còn video hôm nay toàn đồ phíp thôi. Đây, đọc. Một lóng, 2, 3, 4, 5, 6 lóng nha mọi người, 6 lóng. Đây, dài 5m4, thu vào là 1m04, đọc là 1,2 ly, cân nặng 380g. Đây này cái số 9. Số 9 120.000. Số 9 120.000 nha mọi người. Số 10 tiếp tục một cây cần 2m7. Đây. Khoan thì còn có cái còn có cái hỏng rồi nha mọi người, nhưng mà mình coi như là hỏng hết khoan. Về mọi người dễ mua nhé. Đấy. Đầu bu Fuji này, bát Fuji nhá. Đầu bu Fuji, bát Fuji nhá. Đấy, nó có một lóng này.
2 lóng, 3 lóng nha. 3 lóng. Đây, dài 2m7, thu vào là 1m02, độc là 2,8 ly, cân nặng là 210g. Đây là cái số 10. Số 10. 90.000. Số 10, 90.000. Số 11 là một cây cần súp dài 3m3, bát Fuji FX6, dàn khoan với lại đầu bu. Khoan thì có cái còn có cái mắt nha mọi người, có cái hư, mình coi như là hư hết cái dàn khoan này luôn, bán coi như hư hết dàn khoan này. Đấy, đầu bu Fuji nè. 1 lóng, 2, 3, 4, 4 lóng nha mọi người. Đây, cần này thì mình đo nó dài 3m25 chắc là 3m25, thu vào là 0,9m là 90cm, độc là 2,5 ly, cân nặng là 220g. Đây này cây số 11. 11. À, 11. 90.000. 11, 90.000. Số 12, tiếp tục một cây cần súp bát Fuji FX6 nhé. Fuji FX6 này, hơi bị xước xước tí thật, không sao nhé. Này, khoan, có cái vẫn còn được, có cái thì nứt bể này. Khoan cái vẫn còn được này. Đấy, mình coi như hư hết bốn cái khoan này nhé. Đầu bu thì còn này, đầu bu Fuji nhé. Đầu bu Fuji nhé. Cái này thì nó có 3 lóng nha mọi người, 3 lóng. Nó dài 2m rưỡi, thu vào là 1m, thu vào là 90cm, độc là 2,2 ly, cân nặng 140g. Cây này cây số 12. 12, 70.000. 12, 70.000. Số 13. 13 là một cây cần tay thân khá là to nha mọi người. Đấy, đọc thông số mọi người luôn. Hiện tại đang dài 6m8 này, thu vào là 1m18, độc là 1,4 ly, cân nặng là 610g. Đấy, cân nặng 610g nhé. Đấy, độc nó bị gãy một đoạn này nha mọi người, gãy một đoạn rồi. Đấy, gãy đoạn chắc cũng 3-40 phân á. Ok mọi người ưng thì thay lại cái độc. 1 lóng, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lóng nha mọi người. 7 lóng. Này, cái này là số 13. 13. 180. 13, 180. Cây cần ISO Sabiki 4m rưỡi này. Đấy, khoan thì có cái còn được này. Này, đa phần là còn được, còn hư một hai cái gì đó thôi. Đấy, khoan thì còn ok nha mọi người. Đấy, mình bán câu như dàn khoan này hư hết luôn. Đấy, câu mười dễ mua. Lấy cái phôi của phôi cần với lại cái bát thôi. 1 lóng, 2, 3, 4, 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Cây cần này dài 4m rưỡi, thu vào 99cm, độc là 1,8 ly, cân nặng là 280g. Cây này cây số 14.
14, 90.000. Số 15 là một cây cần gì đây? Ryobi, Ryobi 3 mét cho mọi người. Bass Fuji FX6 này. Đấy. Khoan hư hết. Đấy, còn đồ bu nhá. Còn được cái đồ bu. Đấy. Còn đồ bu cho mọi người. Đây. Ok. Đồ bu này của nó là nguyên trạng nó như thế nha mọi người. Đấy. À, một lóng, hai lóng, ba lóng nha. Đây, cái cần này hiện tại nó dài 2m9, thu vào là 1m07, đột là 2,2 ly, cân nặng 160g. Đây là cây số 15. 15 này 70.000. 15, 70.000. Sáu là một cây cần Ryobi thân hơi to nhé. Đây. Bass Fuji FX7. Đấy. Dàn khoan này mình đây, có cái được có cái không á, có cái được có cái hư rồi. Mình coi như hư hết dàn khoan luôn. Chỉ lấy được cái đầu bu với lại cái phôi cần và cái bass thôi nha mọi người. Đấy, đọt này. Một lóng, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lóng nha mọi người. 8 lóng Bass Fuji FX7. Đây, hiện tại nó dài 4m9 nè, thu vào là 77cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 420g. Cây này cây số 16. 16. Cái này à 90.000. 16 90.000. Số 17 là một cây cần tay nha mọi người. Chất liệu phíp. Đấy. Đọt của nó thì hình như cũng bị gãy một đoạn rồi. Đây nha, nó chỗ này nó cọc lại này. Đấy. Nha. Okay. Một lóng, hai lóng số 2 như nó bị cũng bị gãy nấu nha mọi người, nhưng mà mình thay nấu ok rồi. 2, 3, 4, 5, 6 lóng nha mọi người. 6 lóng đào có bọc kim loại này, chống nứt vỡ nha. Cần này dài hiện tại là 4m9, thu vào là 1m04, đọt là 1 ly, cân nặng 240g. Cây này cây số 17. 17 nha mọi người. 17. 60.000. 17 60.000. Cái nắp chân cần thì nó hơi lỏng nên mình cũng keo giữ lại về mọi người. Chêm vào nhé. Tiếp theo số 18 cũng là một cây cần tay. Đấy. Hơi tróc tróc tí. Đấy. Cần này thì dài 5m2. Đây, đọt của nó đây. Nó hình như nó bị gãy khoảng gỡ 20 phân đọt rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6 lóng nha mọi người. Rồi chỗ này dính keo hơi tróc tróc nha. 6 lóng. Cái cần này dài 5m2, thu vào 1m16, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 340g. Cái này số 18. Cây này 80.000. 18 80.000.
số 19. Đây. Cũng là cây cần tay chất liệu phíp nha mọi người. Cây này bóng mấy. Đọc này. Một lóng, 2 3 4 5 5 lóng nha mọi người. Đấy. Cần dài 4 mét, thu vào là 92 cm, độc là 0,9 ly, cân nặng là 210 g. Đây là cây số 19. Cây này 90.000. 19 90.000 nha mọi người. Hai mươi là một cây cần súp 4,5 m. Đấy, cái này câu lục hay bạc bãi cũng được nhé. Dàn khoan này mình coi như hết nha mọi người, chỉ có lấy đầu bu. Đấy, lấy đầu bu với lấy bát đồ thôi nhé. Thôi. Đây. Một lóng, 2 3 4 5 lóng nha, 5 lóng. Ok. Bát Fuji FX7 nha. Cần này dài 4,5 m, thu vào 1,09 m, độc 2,5 ly, cân nặng là 660 g. Đây này cây số 20. Số 20 nha mọi người. Số 20. Cây này 170.000. 170.000. Hai mươi mốt là một cây cần tay chất liệu là phíp nhé. Đấy, cần này dài 4,5 m, thu vào là 1,02 m, độc là 0,7 ly, cân nặng là 160 g. Đấy. Đấy, độc rất là mạnh dễ. Ô, cái chỗ độc tháp chỗ này nó bị nứt rồi mọi người, về mọi người thay độc đi hoặc là nối thì tùy mọi người nhé, cắt ra nối độc khác thì tùy mọi người nhé. 1 2 3 4 5 5 lóng nha mọi người. Đấy, số 21. 21 50.000. Hai mươi hai tiếp tục một cây cần tay 3,6 m. 3,6 m. À, cái cần này bị gãy độc khoảng cỡ 15-20 phân nha mọi người. 15-20 phân gì đấy. 1 lóng, 2 3 4 lóng nha mọi người, 4 lóng. Lóng dài thân nhỏ nhé. Thân nó nhỏ này. Đây, nó bị mất cái nắp vặn căng gặt, về mọi người lấy cái nắp xu hay là cái nắp chai vặn vào. Đấy. Dài 3,4 m, thu vào là 99 cm, đọt là 1,4 ly, cân nặng là 100 g nha mọi người. Đấy. Đây là cái số 22. 22 50.000. Số 23 là một cây cần Olympic 2,7 m. Đây, bát vặn kim loại. Đây. Dòng ISO khoan lớn nha, ISO khoan lớn. Nó bị tụt cái đầu bu nha mọi người, nó bị tụt. Đầu bu nó bị tụt chứ nó không hề bị gãy nha, bị tụt nè. Nó bị tụt đầu bu xong rồi nó tụt hai ba cái khoan gì chỗ này nữa nhé. Ok, độc tháp. 1 lóng, 2 3 4 lóng nha mọi người. 4 lóng tất cả. Cây này dài 2,7 m, thu vào là 75 cm, độc là
1,6 ly, cân nặng là 220 g. Đây này, cái số 23. 23 90. Tiếp tục một cây súp 27, dàn khoan còn ok. Đấy, khoan còn ok nhá. Ồ, không, có cái khoan này nó bị quẹo rồi mọi người này. Khoan này nó bị quẹo hư rồi. Đây, mình coi như hư hết dàn khoan, chỉ còn cái đầu bu với lại phát thôi nhá. Đây, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nhá. Mắt Fuji FS6 này, cần này dài 2m7, thu vào là 1m03, độc là 2,6 ly, cân nặng là 180 g. Cây này cây số 24 80 nghìn. Số 25 là một cây cần Daiwa. Đấy, 4,5 m mà như cây này bị gãy đọt đau đoạn khoảng cỡ 15-20 phân rồi. Đấy, đọt nó có bị gãy một tí nha mọi người. Đấy. Đây, đọt 1 lóng, 2, 3, 4, 5, 6 lóng nha. Bát FK FS6 này, dài 4m3, thu vào là 89 cm, độc là 0,7 ly, cân nặng là 280 g. Cây này cây số 25 70. Số 26. Đây, tiếp tục một cây cần súp 36 Made in Korea, súp Nhật nhé. Đây, coi như dàn khoan hư hết nhé. Còn đầu bu với cái bát với lại lấy cái phôi cần thôi. 1 lóng, 2, 3, 4. 4 lóng nha mọi người. Bát Fuji FS7 này, cái cần dài 3m6, thu vào là 1m03, đọt là 2,8 ly, cân nặng 360 g. Cây này cây số 26 26. Cây này 80 26 80. Là số 27 27, Made in Korea, xuất Nhật, cần 27 nha mọi người. Đấy, bát Fuji FS6 nha. Đây, coi như dàn khoan với đầu bu hư hết nha mọi người. Lấy cái phôi với lại đây, lấy cái phôi với lại lấy cái bát về mọi người tự gắn khoan với đầu bu vào thôi. Đây, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha. Cây này dài 2m7, thu vào 1m01, độc là 2,9 ly, cân nặng 180 g. Cây này cây số 27 27, 60 nghìn. Số 28 là một cây cần Kanto. Đây, bát vặn kim loại nha, bát vặn kim loại nha. Đây, dàn khoan hư hết. Đấy, còn được cái đầu bu còn ok nha mọi người. Đấy, đầu bu bát phôi cần, 1 lóng, 2, 3, 3 lóng nha mọi người.
Cái cần dài 2m7, thu vào là 1m02, đột là 2,2 ly, cân nặng là 200 g. Cái này cây số 28. Này 60.000. Tiếp theo số 29 là một cây cần kinh tên, sub kinh tên 39. Đây, coi như dàn khoan hư hết nha mọi người, còn cái đầu bu bát với lại phôi cần thôi. Một lóng, 2, 3, 4 lóng nha mọi người, 4 lóng. Bát Fuji FX7 này. Cần này hiện tại dài 3m8, thu vào là 1m08, đột 2,6 ly, cân nặng 320 g. Nó bị mắc cái nắp vặn chân cần, về mọi người lấy cái nắp chai vặn vào, hoặc cái nắp, hoặc là lấy miếng xu á chế chụp lại nhé. Cái này cái số 29. Cái này 70.000. Số 30 là một cây cần Cosin 5m4. Đây, cái này khoan kiểu ISO, coi như dàn khoan hư hết nha mọi người. Đấy, còn cái đầu bu đột của nó đây, một lóng, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lóng nha mọi người, 6 lóng. Đây, cây này hiện tại dài 5m1, thu vào là 99 cm, đột là 1,7 ly, cân nặng là 320 g. Cái này số 30 80.000. Rồi, số 30 cũng kết thúc những cần trong video này của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code. Và lúc mọi người nhận hàng, mọi người phải mở hàng ra kiểm tra xem cẩn thận, xem hàng có bị sai sót gì so với trên video hay không nha mọi người, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển. Đấy, có gì thì mọi người liên hệ với bên mình ngay để hỗ trợ nhau giải quyết. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn không chịu xem hàng, xong rồi cứ nhận rồi báo cho mình bị lỗi này lỗi kia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.